Đó, bạn đang nghe chương trình Bộ Chuyện Làm Xe. Cái gì đó anh ơi? Được phát trên sóng FM 99.90 MHz. Ôi là tiếng nói ca sẽ bắt đầu bắt sóng đồng các bạn đã trở lại với chương trình Trò Chuyện Làm Xe. Như các bạn cũng cảm nhận được, gió lạnh đã bắt đầu xuất hiện ở miền Nam. Cuối cùng thì cũng có cái gọi là không khí Giáng sinh. Với điều kiện khí hậu khắc nghiệt của miền Nam Việt Nam, thì đề nghị những tài xế nào tham gia điều khiển phương tiện thô sơ do gia súc kéo trên đường hàng không lưu ý hết sức cẩn thận khi tham gia giao thông về đêm, tránh gây ra tai nạn và bị thổi nồng độ cồn. Thôi, không mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đến với vị khán giả đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo. Dạ con chào chú. U cha, sao giọng trẻ dữ vậy? Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay con mới 8 tuổi. Sao con gọi được cho chương trình hay vậy? Có gì đâu chú, giờ 8 tuổi tụi nó cầm điện thoại còn nhiều hơn là cầm sách mà. Gọi được cho chương trình thì cũng đâu có cái gì lạ đâu. Ờ cũng đúng ha. Nhưng mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Mà con có chuyện gì muốn nói với chương trình không con? Dạ, tại vì con đang viết thư cho ông nhà Noel. Con đang phân vân không biết cho ông ngoài gì. Hết hồn con ơi. Con mới có 8 tuổi à. Chú tưởng con có chuyện gì mà con mới cần chia sẻ chứ. Đâu, nói chú nghe. Con đang phân vân giữa cái gì với cái gì? Dạ, con đang phân vân giữa bộ xếp hình robot trái cây. Ôi, giờ người ta còn sản xuất robot trái cây nữa hả? Con thích trái gì? Chú thích robot hình trái cam nhất đó. Cái đó xưa rồi chú. Giờ robot trái cây người ta ra nhiều cái mới. Cái gió trở trời, cái quay, cái đắng, cái khuấy, cái tinh, cái đớp. Bộ xếp hình robot trái cây với món gì nữa? Dạ, giữa robot trái cây với việc cả nhà con được đoàn tụ đêm Giáng sinh. Con ơi, chú chưa có chuẩn bị kịp cho cái cuốn sóc này. Con đang ở với ai vậy con? Dạ, con đang ở với bà nội. Rồi ba mẹ con đâu? Dạ, cả hai đi xa lắm rồi. Trời ơi, con ơi, chú rất tiếc. Con còn nhỏ vậy mà phải... Đà Lạt, à? Ba mẹ con đi Đà Lạt rồi. Để con ở lại với bà nội, hết nuôi em ba mẹ con mới về. Trái tính trái nết, nghe hay đó con, lựa con robot đi. Ok chú. Tự nhiên năm nay ba mẹ đi Đà Lạt mà không thèm rủ con theo gì hết trơn hết trội. Không sao đâu con, ba mẹ con đi cuối này về biết đâu con còn có em trai nữa. Dạ. Dạ, đó là toàn bộ nội dung của chương trình Trò Chuyện Làm Xe hôm nay. Bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo. Bạn bị tổn thương dạ dày do anh chặn, anh hối lộ, lút không trôi. Vừa tội tụi mày lắm, nhưng đã có thuốc dạ dày nhì nhì, nguồn gốc từ lá ngón. Dạ dày nhì nhì, điều trị tận gốc viêm loét dạ dày cấp tính, mãn tính, phục thù cho các con dân bị hại, ngăn ngừa bọn này làm lại lần nữa. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.